Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu tiếp cái hiệu ứng tiếp theo ở trong này, đó là hiệu ứng lens an F3. Hiệu ứng lens này thì là bản chất nó là cái gì? Nó sẽ là đặt một cái thấu kính lên trên một đối tượng, và thông qua cái sự tác động của thấu kính đó, nó sẽ cho chúng ta một cái nhận thức khác về đối tượng. Đơn giản ví dụ như là một đối tượng to như thế nào đấy, to nhỏ như thế nào đấy. Thế nhưng mà khi mà tôi cầm một cái kính lúp, tôi soi lên trên, thì thông qua cái kính lúp đó tôi trông thấy cái vật đó nó được phóng to lên đấy, ví dụ như vậy. Hoặc giả là tôi cầm một cái kính có màu gì đó, tôi soi lên trên một đối tượng, thì tôi sẽ thấy cái đối tượng đó nó sẽ bị ăn thêm cái màu của cái thấu kính, cái kính màu đó lên trên đối tượng. Thế thì cái cách làm nó là ná như thế. Bây giờ các bạn quan sát, tôi có một đối tượng đó. Bây giờ tôi vẽ một cái hình khác, tôi đặt lên trên và tôi gán cho nó cái vai trò giống như một thấu kính. Khi tôi bật cái cửa sổ lens này lên thì đầu tiên các bạn sẽ thấy là nó báo là no lens effect, do chúng ta chưa chọn một cái hiệu ứng để gán cho đối tượng phía trên. Bây giờ tôi sổ danh sách ra và tôi sẽ có một cái danh sách tương đối dài các cái hiệu ứng có thể gán. Đây ví dụ như là đơn giản nhất, tôi chọn cái magnify đó. Và sau khi chọn vào magnify, nhấn apply, thì các bạn sẽ thấy đây nó sẽ đóng vai trò giống như là một cái kính lúp. Và khi tôi di tới đâu thì cái phần nào của đối tượng mà nằm dưới kính lúp này nó sẽ mô phỏng cái hiệu ứng là đang được soi, đang được xem qua một cái kính lúp và nó được phóng lớn lên. Tương tự như vậy, nếu như bây giờ tôi chọn một cái kiểu gọi là fish eye, thì chúng ta đang được xem một cái đối tượng thông qua một cái thấu kính mắt cá rồi, và nó cũng là sẽ làm biến dạng cái đối tượng khi mà chúng ta quan sát nó ở dưới cái thấu kính mắt cá này. Tương tự như thế, bây giờ tôi lại chọn một hiệu ứng khác, brighten. Khi mà tôi gán cái hiệu ứng brighten thì cái đối tượng nào nằm dưới cái thấu kính này thì nó cũng sẽ được gán thêm một cái hiệu ứng là gì đấy ạ, làm sáng lên. Tuy nhiên ở đây thì các bạn cũng lưu ý là những cái hiệu ứng này thì các bạn có thể là có thể thấy ví dụ như color S này là đưa thêm màu, ép thêm màu vào nếu như mà nó trùng hợp vào cái phần diện tích của thấu kính. Tuy nhiên là có những cái hiệu ứng mà nó chỉ tác động tới gì đấy ạ, tác động tới đối tượng nó nằm bên dưới, nhưng mà nó không có tác động tới cái phần nền giấy trắng ở đây. Tuy nhiên cũng sẽ có một số thứ, ví dụ như là inverse này chẳng hạn. Inverse thì nó sẽ đảo ngược hết tất cả, và cái phần màu trắng ở dưới này nó sẽ bị đảo thành màu đen, màu đỏ ở đây thì nó bị đảo thành màu xanh. Nên cái mà tôi muốn là tôi gán một cái phần hiệu ứng nào đó, một cái phần thay đổi nào đó vào cái đối tượng thôi, chứ tôi không muốn là nó lộ ra ở cái phần nằm ngoài. Đấy, thì trong trường hợp như thế này thì chúng ta sẽ có một cái lệnh, một cái tùy chọn, đó là các bạn chọn vào remove face. Sau khi mà các bạn chọn remove face này thì những cái phần nào mà nó ăn trong cái nền trắng này là nó sẽ bỏ qua, nó không thể hiện cái phần mà tác động của cái thấu kính xuống những cái chỗ mà không phải là đối tượng, chỉ có cái nào thuộc về đối tượng thôi. Đấy, thuộc về đối tượng thì nó mới nhận cái hiệu ứng như thế này. Đây ví dụ cái thấu kính này bây giờ tôi đưa lên trên rồi, đúng không? Thì vào đối tượng màu xanh thì nó đảo màu như này, vào đối tượng màu đỏ nó đảo màu như này. Nhưng cái nền này thì khi mà tôi đã đánh dấu remove face thì những cái phần nằm ngoài đối tượng là nó sẽ không hiện lên. Bỏ cái này đi một cái thì chúng ta sẽ lại thấy làm sao để tác động tới cả cái phần nền bên ngoài. Ở trong này thì các bạn nhìn thấy là nó có ba cái tùy chọn, Fluorescence, Viewpoint và Remove Face. Thì Remove Face tôi vừa mới giới thiệu với các bạn nó là cái gì. Đấy. Thế còn Fluorescence thì nó cũng áp dụng được cho tất cả những cái tùy chọn này. Đó là nó đóng băng, nó in luôn cái phần hiệu ứng lên trên cái đối tượng thấu kính này. Nếu như bây giờ tôi đánh dấu và tôi nhắc cái này ra thì các bạn sẽ thấy rằng khi thấu kính bị nhắc ra ngoài thì các đối tượng không hề suy chuyển gì cả, tại vì thực chất ra là những cái mà chúng ta đang nhìn thấy là nhìn thông qua cái thấu kính chứ không phải là chúng ta can thiệp trực tiếp vào trong đối tượng.
Đấy, và cái phần mà tạo ra hiệu ứng đó, nếu mà tôi đánh dấu vào cái phần progens này thì nó sẽ được tạo ra và nó đính vào trong cái thấu kính này. Nhắc thấu kính ra ngoài thì các bạn sẽ thấy cái màu sắc hoặc là cái hiệu ứng nó đính kèm luôn theo cái thấu kính, và nó trở thành một cái dạng đối tượng group. Ăn group ra thì tôi nhắc ra ngoài, tôi có thể lấy cái thấu kính ra, và đồng thời những cái gì mà phát sinh ra trong cái quá trình mà chúng ta tạo ra cái hiệu ứng thông qua cái lens này thì nó cũng sẽ tạo thành một cái bản sao, nó nằm dính ở đây, tôi có thể bóc tách ra được, coi như tôi có thể sao chép cái hiệu ứng đó ở trên cái thấu kính ra. Thế còn một tùy chọn nữa là gì? Một tùy chọn nữa là viewpoint. Đây các bạn quan sát thử xem viewpoint nó là cái gì nhé. Ví dụ tôi đánh dấu fish eye chẳng hạn. Nếu bây giờ tôi đánh nhấp apply thì các bạn sẽ thấy rằng là thông qua cái thấu kính mắt cá lồi này thì cái đối tượng được soi từ thấu kính đó nó sẽ có cái biến dạng như các bạn đang nhìn thấy. Tuy nhiên là hiện tại thì cái viewpoint nó đang được thiết lập một cách mặc định là ở tâm của cái thấu kính, và do đó chúng ta sẽ nhận được kết quả như thế này. Nhưng nếu bây giờ tôi đánh dấu vào viewpoint và tôi lại chọn lệnh edit thì lúc này các bạn sẽ thấy cái dấu x ở giữa cái thấu kính này được phép can thiệp. Và nếu như mà tôi chọn cái này mà tôi dịch cái tâm đi và tôi nhấp apply, các bạn sẽ thấy là khi tâm của cái thấu kính này, cái hiệu ứng thấu kính này nó bị dịch đi thì cái hiệu ứng mà thể hiện trên thấu kính nó cũng sẽ bị kéo lệch đi, chứ nó không nằm ở tâm giống như lúc đầu tiên nữa. Thế thì đây cũng là một cái cách để mà can thiệp vào đối tượng, một cái cách để thử nghiệm một vài cái hiệu quả ở đó, và nó tương đối an toàn vì thực ra là những cái hiệu ứng mà chúng ta tạo ra này nó là nằm bên ngoài đối tượng. Ưng thì để, không ưng thì thôi bỏ nó đi, thì nó tương đối là an toàn trong cái quá trình mà tìm tòi của chúng ta. Thế còn đối với một số cái thì các bạn cũng có thể là sử dụng nó như là một cái sự hỗ trợ để các bạn tạo ra một số các cái hiệu quả. Tôi lấy ví dụ như là bây giờ tôi sẽ hướng dẫn các bạn hai thứ. Trước mắt là làm ngay và luôn, thì ví dụ như là chúng ta có thể tạo thử một cái quả bóng đá từ cái hiệu ứng lens này với lại cái thấu kính mắt cá. Đây bây giờ các bạn cùng tôi xem là chúng ta sẽ làm như thế nào nhé. Để thực hiện cái bài này thì chúng ta sẽ trước hết là chúng ta vẽ ra cái cấu trúc của một cái quả bóng đá đã. Bóng thì có nhiều loại, nhưng bóng đá thì là thông thường là nó sẽ được khâu bởi các cái miếng lục lăng, đúng không ạ? Thế bây giờ chúng ta sẽ chọn và chúng ta tạo ra một vài cái hình lục lăng đã. Nhớ giữ control trong quá trình vẽ để nó sẽ đều. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu là nhân bản. Đó. Tạo ra một vài cái hình như thế này. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo hàng thứ hai. Ví dụ này, bây giờ chúng ta có một số các cái mối. Thế bây giờ việc của chúng ta trước hết là chúng ta sẽ tô màu cho nó đã. Ví dụ tô có màu như thế này. Sau đó thì với một số các cái mối khác thì chúng ta sẽ chọn và chúng ta tô thêm những cái màu đậm hơn. Bây giờ ví dụ này,
tôi có được một số các cái hình như thế này. Việc tiếp theo thì chúng ta sẽ bắt đầu tạo quả bóng bằng cái hiệu ứng lens này. Các bạn quan sát nhé, tôi sẽ chọn công cụ ellipse, giữ control để tôi vẽ ra một cái hình tròn, và cái hình tròn này sẽ được sử dụng như là một cái phương pháp để mà tạo ra cái quả bóng, đặt vào cái khu vực mà các bạn muốn lấy cái hình ảnh để làm thành cái thành. Các bạn có thể điều chỉnh to nhỏ tùy để lấy nhiều hay ít các cái mảnh cái miếng này. Thế đến đây thì chúng ta sẽ làm gì? Chọn cái hình tròn vừa mới làm. Sau đó thì chúng ta sẽ mở cái hiệu ứng lens này ra và chúng ta chọn cái giá trị fit eyes. Quan sát ở đây thì các bạn nhìn thấy là khi chúng ta sử dụng cái thấu kính mắt cá thì nó sẽ làm lồi, nó làm vòng cái đoạn mà đang được nằm ở dưới cái thấu kính. Thế thì trông có vẻ giống giống quả bóng rồi. Việc bây giờ chúng ta sẽ đánh dấu thêm vào cái tùy chọn Frozen này, nhấn Apply. Sau đó thì tôi nhắc cái thấu kính này ra. Như vừa nãy đã nói với các bạn thì cái này nó sẽ được tích hợp luôn, nó dán luôn vào cái hiệu ứng này vào trong cái thấu kính. Thế và bây giờ khi tôi nhắc ra thì trông nó sẽ như thế này. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn tạo ra một cái hiệu quả mà trông nó giống giống nữa thì chúng ta sẽ làm dán thêm cùng với cái một vài cái hiệu ứng vừa nãy mà chúng ta đã giới thiệu, đó là cái blend này, rồi tô chuyển này, rồi trong đục này. Thế thì bây giờ tôi chọn cái này và tôi biết được cái này là kích thước từ này, copy lại một cái. Sau đó thì tôi tạo ra một cái hình tròn cũng giống hệt như thế, gán các tham số vào to giống như là cái hình này. Tiếp theo thì tôi sẽ tô cho nó một cái màu và tôi sẽ gióng nó vào đây. Tiếp nữa thì các bạn có thể là sử dụng cái công cụ transparency, các bạn là xử lý giúp tôi để cho nó sẽ có được một cái một cái hiệu quả đại loại là như thế này. Tạo ra một cái cảm giác về cái độ căng, độ cong của nó bằng cách là tạo ra một cái chuyển sáng tối. Đó. Sau nữa, nếu như các bạn muốn thì các bạn có thể là tạo ra một cái bóng cho nó bằng cách là tạo một hình này, lấy màu nó sẫm sẫm một tí, hủy bỏ vòng tròn đi, sau đó thì tạo ra thêm một cái hình thứ hai. Hình thứ hai này chúng ta sẽ lấy màu sáng và chúng ta sẽ thực hiện thao tác làm blend. Khi blend cái hình sẫm này với lại cái hình sáng ở bên ngoài thì chúng ta sẽ tạo ra một cái hình chuyển. Đấy, bằng cách là điều chỉnh các độ sáng hay là tối, to nhỏ của các phần như thế này. Sau đó thì chúng ta đặt cái quả bóng này lên phía trên. Ví dụ như thế thì chúng ta sẽ có thể tạo ra được một cảm giác, ảo giác về cái bóng đổ cho cái quả bóng này. Đấy, ví dụ như thế. Thì đây là một sự kết hợp giữa nhiều cái hiệu ứng. Đấy, công cụ thì tương đối đơn giản, chúng ta chỉ dùng có hai công cụ thôi, đó là cái hình ellipse và hình lục lăng. Đấy, màu thì cũng đơn giản, chỉ có màu đen và một màu sáng vào đó. Thế còn chủ yếu ở đây là chúng ta sử dụng các cái hiệu ứng ở phần lens để tạo cái độ vòng, độ cầu đó. Trong đó thì có tính chất Frozen để mà sao chép cái phần hiệu ứng vào trong cái thấu kính và tách nó ra để sử dụng. Thế và liên quan thêm một chút về cái phần xử lý độ trong đục cũng như là cái phần hiệu ứng blend để tạo ra cái bóng đổ phía dưới cho cái quả bóng. Thì đây là một cái ví dụ rất là trực quan và cũng rất là dễ hiểu để mà cho chúng ta có thể hình dung ra cái cách sử dụng của một cái nhóm công cụ hiệu ứng như thế nào. Đấy. Thế ngoài cái này ra thì
tôi sẽ giới thiệu thêm một cái ứng dụng nữa cũng Lens, cũng sử dụng cái tính chất Progens này để mà chúng ta có thể là tạo ra một cái hiệu quả về làm một cái sản phẩm và mà nó có tính ứng dụng rất là thực tế luôn. Đó là làm việc với lại cái barcode ở trong các cái sản phẩm do mình thiết kế. Thế thì này, tốt nhất là tách ra thành một cái video nhé.